Và đây là một cái mã code mới trong cái sự kiện Apply Play to Reader, thì các bạn hãy nhanh tay nhập cho mình nha. Và cái phần thưởng của cái mã code đó chính là một cái hộp bóc thăm alpaca nha. Và để xem là cái nhân phẩm hôm nay của tôi như thế nào đây. Ra biết xin đi. U là chờ ra alpaca trắng các bạn ơi. Và mình có rất nhiều những cái con alpaca nha. Đây đây cho các bạn xem. Mình chỉ thiếu hình như là 1-2 con tím thôi. Đó, mình có alpaca thần tình yêu, cá kẹo bông nè. Xịn chưa, xịn chưa? Ta-da! Và đọc cái clip này thì các bạn nhớ cho mình lượt like video, lượt đăng ký kênh đó nha. Để ủng hộ kênh của mình đạt mốc tiếp theo đó chính là 50k lượt đăng ký. Và ta-da! Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Papi. Ủ là trời, bữa giờ mình quên mở cái này các bạn ơi. Vòng quay Play Together. Rồi, để xem là ngày hôm nay cái nhân phẩm của mình có đang những cái hộp bóc thăm hay không nha. Rồi, ra tiền sao các bạn ơi. Đó, mình mở 5 lần luôn á mọi người. Nhưng mà toàn là một đá quý với 300 tiền sao không ạ? Sao mà ít đá quý vậy ta? Rồi, để mình kiếm cái khác nha. Đó, bây giờ mình sẽ là mở lẻ. Rồi, một hộp tiền sao. Tiếp tục. Và các bạn nhớ là đăng nhập game hàng ngày và làm nhiệm vụ để nhận nha. Rồi, 300 tiền sao. Không ra cái hộp bóc thăm nào các bạn ơi. Ở đây thì chúng ta sẽ đã có cái vé coupon nè. Rồi hộp capybara là các bạn ơi, đã được một vé coupon. Wow, quá là hên luôn. Đấy, rồi một hộp alpaca, rồi một hộp cấu trúc đỏ là các bạn ơi. Rồi và cuối cùng là tiền sao. Đó, và đây là các cái sự kiện này, đến ngày 4 tháng 12 sẽ kết thúc nha. Và chúng ta sẽ làm các nhiệm vụ ở đây để nhận một cái lượt quay nha các bạn ơi. Đó, ví dụ là thêm gia sự kiện, rồi thu hoạch cây trồng nè, tặng quà cho bạn bè cũng được nè. Rồi thì cái này các bạn nhớ vô cái phần thử là xem và kiểm tra cách nhận nha. Và mình có một vé free ở đây để xem có ra cái chiếc cánh cơ khí hay không đây. Wow, ra cái nón các bạn ơi, không ra cái cánh. Và đúng là cái mình đang thiếu nha, một cái tai nghe tim cơ khí. Và mình vừa câu một cái con cá ngừ đông lạnh rất là buồn cười các bạn ơi. Nó không có cử động kìa, trông giống như là nó đang bị đóng cứng đó các bạn ơi. Và cái con cá ngừ đông lạnh này thì các bạn sẽ là câu cái bóng 4 cho mình nha. Và cũng có một cái con cá đông lạnh y chang đó luôn, nhưng mà nó bán bằng thỏi vàng nè các bạn ơi. Đây đây, đó kiếm cá ngừ đông lạnh 39 thỏi vàng đó nha. Rồi và các bạn nào mà muốn không tốn thỏi vàng thì có thể là câu cái con cá đó giống như là mình. Đó, câu free miễn phí luôn. Đấy, và cái ngoại hình thì cũng y chang. Wow, và mình vừa gặp một cái chiếc bóng xấu nè các bạn ơi. Và mình hy vọng sẽ lên một cái con cá bóng xấu băng nào đó nha. Đó, nói chung là bất kỳ cái con cá bóng xấu băng nào nha các bạn ơi. Đừng có mấy con mà không đóng băng. Rồi, chuẩn bị lên. U là trời, lên cái voi đầu bò các bạn ơi. Rồi, con này là chưa có đóng băng rồi. Và đến với nội dung chính video ngày hôm nay thì mình sẽ là khui thẻ nha các bạn ơi. Và hôm qua là mình có nói đó chính là mình đang thiếu 3 cái thẻ vàng. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái điều đó. Đây đây, đó mình đang thiếu 3 cái thẻ vàng nha. Hai cái ở cái ước nguyện năm mới và một cái ở chơi gì vào mùa đông. Rồi, và bây giờ là mời các bạn cùng mình là khui những cái tấm thẻ này nha các bạn ơi. Đó, xem là coi ngày hôm nay mình có full thẻ nổi hay không. Rồi, đầu tiên là một cái thẻ xanh nè, vẫn chưa ra. Tiếp đến thì mình sẽ làm nhiệm vụ sự kiện để nhận một cái tấm thẻ VIP này nha. Và bên trong là có 10 cái gói thẻ nè các bạn ơi. Rồi, và không thấy hiện thông báo là tôi biết rồi đó nha. Rồi, nhưng mà sẽ là mở hết. Còn là bên trong này có cái gì nha các bạn ơi. Rồi, coi là có mấy cái thẻ vàng nè. Đó, thẻ 5 sao nè. Thêm một thẻ 5 sao nè các bạn ơi. Hù hù, nhưng mà không có thẻ vàng. Ủa là chơi thẻ vàng nè các bạn ơi. Đó, thẻ 4 sao. Và hôm trước là mình có câu hai con chim cánh cục nè các bạn ơi. Đó, một con thường và một con vương miệng. Và mình sẽ là mở một cái két vàng ở đây nha các bạn ơi. Không biết là cái két vàng này có full hay không. Ủa là chơi, không full kìa các bạn ơi. Nó không hiện cái thông báo kìa. Đó là một cái dấu hiệu để mình nhận biết là mình có full thẻ hay không, hoặc là mình có thẻ mới hay không các bạn. Và mình sẽ là mở nhanh nha. À, có 3 thẻ vàng nè các bạn, 4 thẻ vàng. À, một thẻ mới, ok ok. Cũng được các bạn ơi. Đó, được một thẻ mới nè. Còn đỡ hơn là không có cái thẻ nào nha. Đó, và mình câu rất là nhiều những cái con cá băng ở đây á.
Rồi, đã kích hoạt nhận năm đá quý. Và mình là vừa được cái gói này nè các bạn ơi. Đó, còn thiếu cái hy vọng năm sau kinh doanh thuận lợi. Và một cái nụ cười người chiến thắng cuối cùng. Ra thì mới đi, rồi không được các bạn ơi. Còn một cái màu xanh, rồi không ra luôn. Và hôm qua là mình có nhận cái gói VIP Pass á. Và mình chừa lại cái gói thẻ thì bữa nay mình sẽ là mở hết nha các bạn ơi. Rồi cái thẻ vàng này cũng không ra nè. Tiếp tục gói thẻ siêu cao cấp. Đó, không biết là có cao cấp hay không đây, nhưng mà không có full. Rồi cái này cũng không luôn các bạn ơi. Đó, mình sẽ là mở nhanh nha. Tiếp tục, rồi không có hiện thông báo rồi các bạn ơi. Tiếp tục gói thẻ VIP cũng không thông báo đốt luôn. Hình như là game không muốn cho mình full thẻ hay sao ấy. Đó, nên không có thông báo cho tôi gì hết. Rồi còn hai thẻ cuối này thông báo đi. Rồi vẫn không có hiện thông báo. Mở nhanh luôn nha các bạn ơi. Tại là cái gói thẻ mình cũng là rất là nhiều á các bạn ơi. Đấy, gói thẻ VIP nữa nè. Nhưng mà cũng rất tiếc là không có hiện. Tức là chưa có full đó mọi người ơi. Đó, chưa có thẻ mở luôn. Đây 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 đó, mình đang có rất là nhiều những cái hộp quà ở đây nha. Mình sẽ là mở hết. Và mình tích là 22 cái hộp quà đó các bạn. Đó, mở trong này thì cũng có tiền sao nè. Rồi gói thẻ nè. Đấy, lâu lâu thì cũng như có kim cương hay sao các bạn. Đấy, được 3 kim cương. Rồi đó, hộp thẻ cao cấp cũng không có luôn. Rồi tiếp tục. Thẻ vàng, rồi cũng không full nổi các bạn ơi. Một hộp thường nè. Rồi cành củi, rồi tiền sao. Hộp thẻ siêu cao cấp cũng không luôn các bạn ơi. Cái gì vậy bạn ơi? Chưa thông báo là chưa thông báo nha. Rồi hy vọng là có thông báo. Nhấp mở, rồi không có luôn các bạn ơi. Oh my chui. Mình nhớ là mình nạp game đều đều mà sao game không có cho mình nhân phẩm tí nào luôn ấy. Thấy có nhiều bạn là full rất là dễ nha. Rồi gói này cũng không full luôn các bạn ơi. Mình phải biết làm sao đây. Bây giờ tôi muốn sống làm sao đây game ơi. Không cho tôi full. Rồi hộp cao cấp. Rồi đó, ra đồ cùi không à. Gói thẻ này cũng không luôn các bạn ơi. Rồi xong đó, và mình đã mở hết tất cả những cái gói thẻ trong cái gói VIP Pass này nha. Nhưng mà chưa có full nổi hai cái tấm thẻ vàng. Ta-da, rồi và mình đã vào bên trong cái chỗ sân khấu để các bạn ơi. Rồi và mình sẽ là mở thẻ ở trong này nha. Và mình đang tích rất là nhiều, đã có 1200 sao. Và theo cái ý kiến của mình là mình sẽ mở cái rương 500 sao nha các bạn, thay vì là rương 1000 sao. Tại là mình thấy cái rương 500 sao thì nó sẽ là rẻ hơn á. Với cái tỷ lệ thẻ vàng thì nó cũng không trên bao nhiêu các bạn ơi. Đó, nhưng mà cuối cùng nó cũng không có hiện. Rồi 500 sao ra đi nha các bạn ơi. Đấy, nó không ra cái thẻ vàng cho tôi. Rồi không hiện thông báo gì luôn. Ôi trời ơi, một thẻ vàng 5 sao, hai cái liên tiếp các bạn ơi. Nhưng mà là thẻ cũ. Oh my chuối. Rồi còn 792 sao nè. Rồi đổ cái kết 500 sao tiếp nha các bạn ơi. Cầu nguyện cho cái kết này full thẻ đi, hoặc là ít nhất là một cái thẻ vàng. Rồi mình sẽ là nhớ, các bạn nhớ là trừ mấy cái sao nha. Đó, tại nhiều khi là nó cộng dư á, các bạn trừ sao ra cho đỡ cái tốn thẻ nha các bạn ơi. Đó, mình sẽ là xóa bớt cái thẻ 3 sao nè. Đó, cho nó chẳng 500 nha, các bạn lưu ý. Rồi cũng không lưu các bạn ơi. Phải biết làm sao đây mọi người ơi. Đỏ hai cái kết thẻ của tôi chứ ít gì đâu. Nói chung là lụm thẻ cực khổ lắm. Đó, lâu lâu được cái gói thẻ, hai gói thẻ mà cũng không có full cho tôi. Rồi, đó được hai cái thẻ vàng và thẻ cũ nha các bạn. Rồi sau 1000 sao của mình là ra đi rồi. Và vẫn chưa có full nổi thẻ vàng. Ok. Và các bạn thấy cái màn mở thẻ của mình là như thế nào? Có được gọi là hên hay là đen hay không? Đấy, chứ mình thấy là quá đen luôn nha. Nãy mở quá trời quá đất mà không có hiện thông báo với full gì hết. Còn đúng hai cái thẻ luôn. Và chắc là mình sẽ là tích thêm khoảng là tầm 1500 sao hoặc là 2000 sao mình sẽ mở một lần nha các bạn ơi. Và cái sự kiện này thì nó cũng còn khá là dài á. Rồi mình cũng không có lo. Đấy, từ từ là mở nó cũng ra nha các bạn. Còn nếu mà mở không ra chắc là mình khóc mất. Và các bạn nào ở đây mà full thẻ thì nhớ là nhảy vía cho mình nha. Đó, để mình là mau chóng sớm full thẻ. Còn bây giờ thì mình sẽ là tiếp tục làm nhiệm vụ sự kiện và đi sang các loài cá băng mới. Và nếu mà có mình sẽ là quay cho các bạn coi. Ok, rồi. Và như vậy cái video clip của mình đến đây cũng đã kết thúc. Và xin chào lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye. Mãi yêu.
Ta-da!